lời cho bổn đạo. Hô thọ 14 tháng năm, họ phạm binh sức gian ầm khắp nơi, đồng vàng ngòi bút dậy thời, sức binh họ phạm bằng lời văn thi. Tân quê họ phạm khai kỳ, chăn y chủ tướng hồi quy cung vàng. Cây nhờ ngòi bút ngọc soàn, thi văn binh sức các hàng quốc gia. Nước Mỹ đạo giáo liên hòa, bút kỳ Phật Pháp dạy mà nạn thiên. Việt Nam Mỹ quốc gieo duyên, kiều Mỹ người viết lời thiên chấp hành. Nếu không đất đẻ tan tành, cái lời Phật quốc trời hành phải cam. Phạm Mỹ chủ tướng viết làm di hành nước Mỹ mật hàm, đưa sang Việt Nam chủ nghĩa Phật ban. Phật ban họ phạm tài vàng ân thiên, sang Mỹ quốc thu binh quyền, tất cả nước Mỹ mới yên nạn trời. Cuối kỳ thiên sắp các nơi, Việt Nam có Phật cứu đời bút khai. Gốc căn thầy tổ bản bài, báo cho dân Việt sống rài châu Âu. Rằng thầy giáo chủ Nam Lầu, hồn thiên sống lại phép màu lục thông. Sang nước Mỹ cơ đồng giao pháp, dùng bút ngòi giải đáp lời thiên. Phạm y chủ tướng binh quyền, di hành nước Mỹ lời thiên tòa bài. Nhờ binh bộ thiên quay của bác, dùng tâm linh khai thác nhân sinh. Nhân sinh nước Mỹ nhận nhìn, chủ quyền bác đảng quy trình Phật gia. Nhờ thiên điển bát cha soi rọi, người Việt Nam về cội Phật dương. Phạm y theo bát lo lường, thần tướng các vị đáo phương lo bề. Việt kiều Mỹ lời phê hiệu đặng, cùng trở về đường thẳng gốc ông. Thiên niên kỷ mới gieo trồng, minh dương thống nhất đạo đồng tăng khai. Mong đạo giáo đường dài Mỹ quốc, hiểu lý màu tường tất bút khai. Trở về Nam Việt đền đài, người xưa đáo thế văn bài tỏa phân. Tỏ lời phân nơi trận chánh giáo, muốn cho đời phiền não qua đi. Phật về ngồi bút phân kỳ, vô vi đạo hạnh phát huy chánh đàng. Xóa bỏ mê tín dị đoan, tu theo thực tế vẻ vang nước nhà. Tu phản quốc, tu tà, tu dạy, tu phản thầy bại hoại tín đồ. Thầy gì đại nghĩa Nam Mô, cứu dòng hồng lạc điểm tô non nhà. Không danh lợi bỏ gia xa tổ, lo dung bồi tu bổ dòng dòng. An giang hòa hảo dung trồng, nền thiên đạo cả con rồng cháu tiên. Tu phải biết kết liên cấu tạo, giữa đạo đời thấu đáo quyền cơ. Đạo hòa bỏ bên xa bờ, bên Âu một góc trời mơ hào quyền. Thầy hồn thiên hòa duyên cách mạng, sắp tới ngày làm trạng bốn phương. Người bổn đạo mãi tư lương, vẫn dương hình bóng nhớ thương xác trần. Nếu thầy còn được xác thân, hồi năm Kỷ Mão hiệp gần bổn gia. 1999 về làng Hòa, đâu để bổn đạo thiết tha đợi chờ. Xác thọ nạn bút tờ ghi rõ, còn hồn thơ chỉ ngỏ đạo đời. Hà Giang nghỉ xác im hơi, hồn thiên lai đáo tỏ lời bút nghiêng. Hy sinh bỏ xác mới yên, nếu không bỏ xác đạo điên đạo đời. Vì chánh nghĩa bỏ thời xác ngọc, vì đạo đời chí dốc hy sinh. Huỳnh Phú Sổ phải trầm mình,
Bởi do bổn đạo trong kình kim đao, cửu long sông dỗ lễ trào, trầm mình gửi sắc đớn đau ai tường. Tại bổn đạo thầy dương khổ lụy, quỷ sát trần vẫn bị hết rồi. Hồn thiên nay trở về ngôi, theo thầy phò chúa cho rồi. Phận tôi nay có lệnh chúa ngôi Phật tổ, phú sổ về đền nó phú an. Theo thầy ngồi bút diễn đàn, văn bài bốn đạo trắng màn xem qua. Không xem qua nói là tà quỷ, chống lệnh trời uổng phí công tu. Quay lưng còn kiếp thấy cù, nếu còn chống chọi thiên thu khó tầm. Thầy về sát nữ người lầm, Phật về ngồi bút cơ thăm cứu đời. Cứu đời thoát khỏi nạn trời, đạo đời lầm lạc chẳng thời tri ra. Minh vương Phật quốc Nam Hà, kỳ ba màn cuối kệ ca diễn hành. Vì thương ba tánh phải đành, lập ngôi trần thế tạo sanh giống rồng. Văn bài lấy hiểu Quỳnh Long sát lao cơ đồng. Giao dân lớp hề tạo lập thế trần, bình hòa ông lao thế thân lập tuồng. Mận đào lập lớp lễ tuôn, đạo đời biết rõ lớp tuồng. Cảm thông ao thiên biến bão giông, bình hòa xấu nọ quá rồng người xem. Văn bài nói mãi chẳng đem được vào tâm não anh em đạo hòa. Thôi thì ngọc bích dân cha, phản âm xuất xứ chờ màn thiên xây. Bằng ngòi bút đông tây cứu nạn, xuất phản âm cứu giảng bá gia. Cái châu sắp mạng phải đà, trách nhiệm ngọc bích bình hòa phải lo. Thu hồn tử hát họ trao chuốt, bút liên hồi thư suốt cảnh thâu. Không làm ba tánh chịu sầu, hy sinh cứu khách á âu kỳ này. Việc này của Phật, của thầy, của thiên, của thánh sắp xây thế trần. Ngọc bích làm đúng thiên ân, điện quang chiếu rọi giúp phần ngồi nghiêng. Chớ đâu có phải ham tiền, bài điều văn cá người phiền không tin. Từ đây sẽ thấy hiển linh, học theo lý đạo sấm kinh của thầy. Noi gương hồ bát bút xây, hy sinh thần xác tạo rài niềm tin. Mong cho đời đạo hòa minh, thật lòng thành kính công kình trong nhau. Ngọc bích nhận lệnh đền trào, tâm linh các vị anh hào hy sinh. Đồng về ngồi bút điển linh, họ lệ tông tổ quyền binh truyền về. Trần gian ngọc bích thi đề, phạm y chủ tướng phu thê hòa đồng. Âm dương lo việc nuôi sông, giúp cho bốn đạo rõ thông cơ quyền. Nạn tai mới được cứu yên, hòa đồng vui vẻ ân thiên đáp đền. Hấn khuyên gác bỏ một bên, khuyên người bốn đạo chớ nên để lòng. Chí bình hộ bác chí công, tại vì bài kế thông đồng nịnh gian. Bốn đạo thù hận phải mang, giải mê xóa bỏ cái màn chiến tranh. Hòa đồng cách mạng thiên sanh, chủ nghĩa đảng cộng trời dành cuối niên. Minh vương là bác hồn thiên, hiệu danh buổi cuối sấm truyền giao ông.
Một đời một đạo mới xong, một ông vua Phật trị hồng muôn dân. Bút ngòi tường tất đạo phân, dắt đường chỉ lối được gần Phật tiên. Bác lập đảng hòa liên các nước, nghe mong đạo đàn cho được thông vong. Thầy về ngồi bút cầu mong, đạo đời rõ đặng cùng đồng chung lo. Cùng chung lo hát hò cứu nạn, phải đồng lòng tác cạn biển đông. Đáng hò đạo hát thật lòng, thì là đại nạn cuồng phong mới tàn. Các nước giàu nam bang rõ việc, người đạo hòa mới biết quý cao. Đạo hòa hảo có gốc cao, phép thiên giải nạn tài hào người xưa. Chỉ người xưa bút đưa trở lại, đúng dẫn thời có mái quyền cơ. Thấy ghê bốn đảo không ngờ, cố công chờ đợi văn thơ chẳng nhìn. Thì văn bút thiên định ban chiếu, đúng định kỳ phát biểu lời khai. Là ai có được bút bài văn khai đúng hiệu, kỳ nay hẳn hoài. Mong đạo gia hoa ráng tầm tòi, thật tâm thì rất hiếm hoi thời này. Giang hoa đội lớp áo thầy, áo dài giạt mẹ lòng đầy dạ tâm. Mãi cố chấp mà không tầm bài vở, của Phật thầy cùng tớ về đây. Sợ lo vụt mất hội này, không tri không xét hội này chẳng xong. Sau này xấu phải quá rồng, thấy người bốn đạo nào thông cơ quyền. Chắc là bởi tại không duyên, Phật Đà nói trước tu hiền không thông. Đạo thầy không xuống xuồng dông, bốn đạo đông đảo xuồng dông không đầy. Minh Dương buổi cuối về đây, Phú An rước khách thuyền này bằng nan. Bởi sát nữ đảo tràng chê trách, còn lời văn chẳng dạch để xem. Ơi ơi đạo giao anh em, tu không tầm cõi tài đem cứu đời. Hiệp ngọc bích con trời trần hạ mới được nhìn, phép lạ phép hay. Nếu không uổng phí kỳ này, long hoa hội hiệp có thầy. Đạo không chịu về lầu ông, làm sao có hội hoa long mà chờ. Thiên thu danh tiếc mịt mờ, khư khư giữ lấy tùy thơ lỗi thời. Thầy về kinh sắm tân đời, đạo không rõ việc đợi thời dẫn say. Dẫn say Nam Quốc rồi đây, Minh Dương xuất thế hiệp dày ngồi nghiêng. Cứu hòa địa hòa liên các nước, xóa hận thù đức phước rải ban. Thu về hồn tử thác quan, dạy cho hồn tử tầm đàn chánh minh. Chỉ ngồi bút phép linh giải nạn, thu tử hồn giao án đề khai. Các nước bỏ dự đáo hoài, hiền nhân trở lại đổi thay cuộc đời. Cứu thế sự bằng lời văn viết, xuất phạn âm quán triệt kẻ gian. Thầy về ngồi bút khai màn, phép hay phép lạ cứu an nạn trời. Nạn trời xây chỉ thầy mới cứu, Phật với thầy đền cứu vô an. Phép ra thu hết tà gian thu hết chánh đàn phép ra. Hãy diệt vũ khí gian tà, gieo duyên Phật Pháp quốc gia yên bình. Sấm truyền thời đại vua Minh, Á Âu các nước xem kinh sấm thầy.
Noi gương Phật quốc tạo gây, nhân thiện quả thiện hiệp dày Phật ông. Bồ đề Bát Đẳng gieo trồng, khắp nơi thế giới sen hồng. Việt Nam Trung ương Phật hòa đàm tiếng gọi, khắp bốn phương dòng dõi Phật dương. Bác về kết nối tình thương, tâm linh ngồi bút họp trường long hoa. Dừng bút cầu chúc gần xa, mong cho đạo giao hiệp hòa thầy xưa.